Xin hỏi là bị ung thư gan giai đoạn 2 thì dùng cây răng cưa có tốt hay không ạ? Chào bạn, ung thư gan là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Do vậy thì bạn không nên chỉ dùng nguyên thảo dược mà bạn nên kết hợp với những liệu pháp dân gian và phương pháp y học hiện đại. Như vậy thì mới đem lại hiệu quả điều trị bệnh cao. Đối với bệnh ung thư gan thì sử dụng liệu pháp dân gian, theo nhà thuốc thì bạn không nên sử dụng cây răng cưa bởi vì chưa có bất kỳ đánh giá hay là hiệu quả điều trị ung thư gan từ cây thuốc này. Đối với bệnh ung thư gan thì bệnh nhân nên tham khảo sử dụng bài thuốc từ cây xạ đen và cây an xoa. Chịu khó sắc nước uống hàng ngày thì sẽ giúp hạn chế và khống chế sự phát triển của khối u và hỗ trợ cho việc điều trị bệnh được tốt hơn. Và đây cũng là kinh nghiệm điều trị ung thư gan của rất là nhiều bệnh nhân trong thời gian qua. Một số thông tin nhà thuốc xin phép để chia sẻ đến với bạn. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.